Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Hà Nội ngày nay. Thưa quý cô chú anh chị, bây giờ đang là 12 giờ 24 phút thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở thủ đô Hà Nội. Đây đang là Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội lúc này thì trời nhiều mây, có gió nhẹ. Và Tuấn Dương sẽ coi thử xem là nhiệt độ ở Hà Nội lúc này là bao nhiêu để cập nhật gửi tới quý khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Đây, chúng ta bấm vào cái mục thời tiết thì ngay lúc này tại Hà Nội nhiệt độ lúc này chỉ là 31 độ C và trời có nhiều mây. 31 độ C trời có nhiều mây nha các bạn. Tại cái vị trí mình đứng này này, có thể mình đứng ở bên ngoài thì quay nó hơi bị mờ. Nhiệt độ cao nhất là 32 độ và thấp nhất là 25 độ. Vào buổi tối đó các bạn thì thời tiết khá là mát. Thì nơi mình đang đứng đây là trung tâm của Hà Nội, là thủ đô của nước Việt Nam, và Hà Nội cũng là trái tim của cả nước. Các bạn có thể nghe thấy đâu đó là tiếng ve kêu râm ran, thì báo hiệu mùa hè tới. Và những cái sắc hoa màu đỏ, hoa phượng này các bạn nhìn này, cũng đỏ rực cả một góc hồ. Đồng thời có những các cái cây hoa tím bằng lăng mọc xung quanh hồ nữa. Thì Tuấn Dương sẽ quay một vòng xung quanh hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm để gửi tới tất cả các cô chú anh chị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Mình cũng có một cái chuyến đi ngắn ngày ở Hà Nội, và mình muốn gửi tới các cô bác anh chị những cái hình ảnh về thủ đô Hà Nội, một đất nước xinh đẹp, và thành phố Hà Nội thì được lọt vào trong top là những cái thành phố vì hòa bình. Và ở Hà Nội đó các bạn, cái tên là Hà Nội, Hà là sông, còn Nội là trong, tức là những phố ở trong lòng những cái con sông, hoặc là con sông mà chảy trong lòng thành phố, thì cái ý nghĩa của nó là như vậy. Và thẳng tay Tuấn Dương chỉ đây các bạn nhìn này, có cái chữ là VNPT Hà Nội, đó là bưu điện, mọi người họ hay gọi là bưu điện bờ hồ. Còn xa xa đây đó các bạn là cái tòa tháp rùa. Ở đây thì ngày trước đã có hai con rùa rất là lớn, đường kính của nó dài tới cả mét lận và nặng tới hàng trăm kg. Tuy nhiên thì con rùa thứ hai đó là đã trút cái hơi thở cuối cùng cách đây một số năm, cách đây vài năm. Còn cái ngày, những cái năm khoảng 98, 99, 2000 đó, khi mà Tuấn Dương còn ở Hà Nội đó, thì thỉnh thoảng mình cũng thường hay gặp những cái hình ảnh là người dân xúm lại để xem những cái con rùa, xem con rùa nó nổi lên đó. Và xung quanh bờ hồ các bạn thì thu hút rất là nhiều những các cái nhiếp ảnh gia ở cả trong và ngoài nước. Đây, một người họ có cái chân máy ảnh ấy, anh ấy đang tìm để kiếm những cái bức ảnh thiệt là đẹp để anh ấy chụp hình lưu làm kỷ niệm. Và xung quanh này các bạn thì xung quanh hồ có rất nhiều cây xanh mát mẻ, chính vì thế là mọi người cũng thường hay tới đây để ngồi hóng mát, vui chơi, cũng như là đi bộ vào buổi sáng sớm, cũng như là những cái ngày cuối tuần. Thường là những ngày cuối tuần đó là sẽ diễn ra các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ. Mọi người sẽ tới đây để tham dự các cái tiết mục văn nghệ. Và khi đó thì khu vực quanh hồ sẽ cấm xe, không có cho các cái phương tiện giao thông di chuyển xung quanh hồ, và cấm theo giờ. Đây các bạn nhìn thấy có một nhóm các bạn nữ đang di chuyển này. Và xung quanh này các bạn thì cũng có rất nhiều những các cái di tích lịch sử. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi một khúc để quay cho các bạn coi là những cái di tích lịch sử ở xung quanh hồ như thế nào nhé. Thì ở bên tay phải của mình đó là đền thờ vua Lê. Thì Tuấn Dương sẽ đi ngang qua rồi quay cho các bạn nhìn cho nó rõ.
Cũng có những người ngồi chơi, bấm điện thoại, chụp hình. Đây các bạn nhìn những cái bạn khách nước ngoài này, gọi là họ đi du lịch đó. Đây cái khúc này thì chúng ta không có bị che khuất, và các bạn nhìn sang bên kia kìa. Các bạn thấy là bên kia là đền Ngọc Sơn, rồi chỗ kia là cầu Thê Húc. Cảnh thì rất là tình nhé. Mọi người đi bộ trên vỉa hè. Hoặc là bên kia các bạn kìa, chúng ta có thể qua bên kia thì có những cái quán cà phê. Mình ngồi uống cà phê, nhìn ra hồ, cái view đó cũng rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ đi vào đây. Lễ dâng hương kỷ niệm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang. Việt Nam mình thì mấy ngày hôm trước là mới có tổ chức cái lễ Phật đản đó. Một số địa phương thì có tổ chức là lễ rước Phật đản. Đây, Tuấn Dương sẽ quay cái bảng hiệu để cô bác anh chị chúng ta dễ theo dõi. Thì đây là tượng đài vua Lê Thái Tổ, là công trình văn hóa tưởng niệm để ghi nhớ công lao của vua Lê Thái Tổ, tức vị anh hùng dân tộc Lê Lợi, vào sinh năm 1385 và mất 1433. Người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước vào thế kỷ thứ 15. Tượng đài vua Lê Thái Tổ thì được xây dựng vào khoảng năm 1896, gắn với truyền thuyết là Trả Gươm Thần trên hồ Hoàn Kiếm, và có trình bày bằng tiếng Anh cũng như tiếng Pháp. Thì theo như sách tụi mình được học đó, là khi mà vua đi tuần ở trên này đó thì vua đang đi thuyền thì có một con rùa nó nổi lên và nó trao cho vua cái thanh kiếm để vua sẽ dùng cái thanh kiếm để đánh giặc. Và sau khi vua đánh giặc xong thì trong một lần vua đi ở trên thì con rùa nó lại hiện lên và nó đòi lại cái thanh kiếm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi gần hơn vào trong nhé, để coi. Khu vực này thì mình cũng đã vào một số lần rồi. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi vô để quay cho cô chú anh chị chúng ta coi. Khuôn viên trong này thì rất là sạch sẽ, thoáng mát. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vô nhé. Đây các bạn này, chạm những chỗ này là chạm những các cái con rồng. Trong này thì chim chóc các thứ rất là nhiều. Các cô là cô ấy cũng quét dọn để cho nó sạch sẽ thêm. Các bạn thấy là tiếng ve thì kêu râm ran, báo hiệu là mùa hè đã tới. Khu vực này thì rất là nhiều những cái cây cổ thụ, những cây sấu già và những cây đa. Đây, mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp một chút. Hôm nay thì mình cũng sẽ không có đi quá sâu vào trong, nhưng mà cũng muốn để cho cô bác anh chị biết được ở khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm có những cái gì. Bên tay phải của mình là một cái cây là cây si, thì có cái bia đá đó. Và bên tay trái thì có một cây đa. Đây, mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi lên. Đây, chỗ này thì có một cái bia đá và có khắc những các cái chữ này. Chữ này có lẽ là chữ quốc ngữ quá. Tuấn Dương thì không đọc được cái bia đá này, mình không có học. Nhưng mà đây, ở đây là
cái bài thơ, đó là một cái bài thơ, thì thơ có nghĩa là như thế này: giặc điên cuồng tránh sao khỏi sự trừng phạt, dân biên thủy từ lâu đã mong đợi được cứu sống. Bề tôi làm phản từ xưa vẫn có, đất hiểm trở từ nay chẳng còn, gió thổi hạc kêu cũng làm cho giặc sợ hãi, sông núi đất này vào chung một bản đồ, đề thơ khắc vào đá núi, trấn giữ miền Tây nước Việt ta, vào năm 1432. Còn nếu mà dịch ra, bọn giặc giữ tránh sao trừng phạt, dân biên thủy khao khát chờ ta, lạ chi thói kẻ gian tà, từ nay đất hiểm hóa ra yên lành, tiếng gió hạc đủ kinh hồn giặc, núi sông ta vào một bản đồ, khắc trên đá núi bài thơ, miền Tây nước Việt muôn thu vững vàng. Đó, và họ cũng có những cái lý giải bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Thì đây, ai mà biết đọc thơ đó thì các bạn có thể đọc thơ khắc trên đá này. Đó. Còn bên này là một cây si. Đấy, phía bên kia đó các bạn thì một cây đa rất là lớn. Đấy. Và những cái lẵng hoa mừng cái ngày lễ Phật Đản. Bà con cô bác có thể tới đây để dâng hương tưởng niệm vua, những vị anh hùng của dân tộc. Bên này các bạn nhìn thấy còn có một cây đa rất là lớn này. Cây đa này mình cũng không dám đoán, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng phải hàng trăm năm tuổi rồi. Cái gốc của nó rất là lớn. Và đi vào trong này thì lối vào trong chùa, lối vào trong đền thờ. Còn đây các bạn này, đây vua Lê, thì tượng vua Lê đây, cầm thanh kiếm ở phía trên này. Đây, Tuấn Dương sẽ phóng lớn cho các bạn coi nhé. Đó. Đây là một trong số những các cái công trình kiến trúc ở xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé các bạn. Nên là nếu mà cô chú anh chị mình đến Hà Nội, mình cũng có thể ngoài việc tham quan ngắm cảnh thì cũng có thể vãn cảnh chùa, rồi tham quan các cái công trình kiến trúc. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra nhé. Trước có ba anh chị biết những cái hình ảnh về đền thờ vua Lê. Rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đây, xin mời cô bác anh chị chúng ta cùng một vòng với Tuấn Dương lang thang ở thủ đô Hà Nội. Khu vực gần hồ Hoàn Kiếm này thì Tuấn Dương thấy khá là mát mẻ, bởi vì nước ở bên hồ đó nó có cái hơi nước nó bốc lên, và khu vực này cũng có khá nhiều cây xanh. Đấy, nếu như mà chúng ta muốn uống cà phê đó các bạn, thì những cái quán cà phê phía trước mặt này, cô bác anh chị có thể ngồi uống cà phê nhìn ra ngoài hồ. Hoặc là nếu mà đơn giản hơn đó, mình ngồi ở những các cái ghế xung quanh công viên này, mình những cái cây phượng vĩ nó xà những cái cành xuống mặt nước, nhìn cảnh rất là thơ mộng. Ngày xưa mỗi khi mình đi làm, lúc đó mình làm cũng cách đây khoảng mấy trăm mét thôi, thì mình cứ buổi trưa thì ra đây ngồi nghỉ ăn cơm, rồi ngắm
ngắm hồ, ngắm người qua lại. Đây, VNPT Hà Nội. Đấy, gửi cho quý vị và các bạn, những người con của Hà Nội mà xa xứ thì có thể coi những cái hình ảnh này để biết về cái nơi mình đã từng sinh ra, lớn lên. Ở đây các bạn nhìn cũng có những cái cây phượng vĩ này, nó xà những cái cành xuống dưới mặt đất. Và đây những cái cô mà làm văn phòng giờ nghỉ trưa thì thay vì ngồi trong phòng máy lạnh ấy, thì họ ra đây để họ ngồi hóng mát. Đây các bạn nhìn những cái đôi nam nữ ngồi trò chuyện, tỏ tình. Rồi cũng có những cái nhóm khách du lịch, họ đi sang Việt Nam thì họ cũng tới đây rồi họ chụp hình để lưu làm kỷ niệm. Và ở Hà Nội đây các bạn này, phía trước đây này là một cái nhà vệ sinh công cộng này. Những cái nơi mà có đông người tới thì người ta đều bố trí những các cái nhà vệ sinh công cộng để cho khách đi vệ sinh. Đây mình sẽ quay ngược lại để cô bác anh chị mặt ở hồ Hoàn Kiếm nhé. Đó. Nhìn rất là đẹp phải không các bạn? Ngày hôm nay thì cũng có nắng nhẹ nên là mặt nước hồ nó hơi trong xanh hơn một chút. Cái hôm nào mà càng nắng thì mặt hồ nó càng trong và xanh. Nhóm du khách người Trung Quốc đó các bạn, họ sang bên Việt Nam, họ cũng đang chụp hình. Tiếng ve thì kêu. Ở đây các bạn có những cái trụ uống nước sạch. Thì khúc này đó là có vẻ nó còn hiện đại hơn ở khu vực sân bay nhé. Ở đây uống nước sạch ấy là chúng ta bấm cái này ghé mồm vào uống luôn. Đây các bạn này, ghé miệng vô. Nó chưa đủ để chảy cho nó lớn. Mà đây thì tuy nhiên thì cái dịch vụ như vậy thì mình thấy là nó tốt hơn ở sân bay rồi đó. Ở sân bay là mình hứng nước, bấm hoài nó không có chịu chảy nước ra, nó hết nước. Đấy, các bạn nghe tiếng ve kêu nhức hết cả đầu luôn, báo hiệu mùa hè tới. Và không biết là đất nước của các bạn, nơi các bạn đang ở thì có những cái tiếng kêu của cái con ve sầu này hay không. Về kêu. Ra cái khu vực này thì thấy là nó cái điều kiện tự nhiên, cái vẻ đẹp tự nhiên mà mình thấy thích hơn là ở Singapore. Khi mà ở Singapore thì đa số chỉ là những cái vẻ đẹp nhân tạo. Tuy nhiên ở Singapore thì được cái là sạch sẽ hơn Việt Nam mình rất là nhiều, không có xả rác bừa bãi, cũng như là cái hệ thống giao thông, hệ thống thâu gom rác của nước bạn, cũng như là ý thức của người dân rất là tuyệt vời. Đây, các bạn thấy cũng có những cái bạn khách người nước ngoài, bạn ấy đi bộ, rồi bạn ấy cái người nào biết thì giải thích cho cái người chưa biết. Đây, tòa nhà bưu điện bờ hồ.
khúc này nó hơi nắng và nóng nên là ít người ngồi ở đây, nhưng mà buổi chiều mát đấy các bạn, là rất đông người tới để chụp hình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy những các bác xích lô đạp xích lô để chở khách. Vỉa hè thì được lát đá, khu vực này nhiều cây xanh nên Tuấn Dương thấy rất là thích nhé. Bên tay phải này là tòa soạn báo Hà Nội mới. Đây cũng là một cái cơ quan ngôn luận của Hà Nội. Và trước mặt cô bác anh chị đấy là cũng là một cái tòa nhà họ xây dựng theo cái kiến trúc từ cái thời Pháp. Các cái bức tường rất là dày và có hệ thống những cái con sơn. Rồi cửa thì họ làm nhiều lớp, bên ngoài là cửa chớp, ở trong là cửa kính. Những cái căn nhà mà thuộc cái diện là nhà cổ đó thì không có được sửa chữa làm thay đổi kết cấu, mà chỉ gọi là trùng tu sửa chữa và phải giữ nguyên cái hình dạng ban đầu. Ví dụ như trên là mái ngói vẩy cá kìa, thì các bạn cũng phải làm y chang, và cái màu sơn là hai cái gam màu, là màu vàng và màu trắng. Đây là những cái căn nhà mà phải bảo tồn. Ở đây có một cái tiệm kem, kem bốn mùa. Ở Hà Nội thì ngoài kem bốn mùa đó, còn có kem Tràng Tiền. Cô chú anh chị nhìn thấy những cái cây này, cây đa rất to nhé, cổ thụ luôn. Và cũng mong là những cái cây này sẽ vẫn tiếp tục sống để tỏa bóng mát. Xung quanh là các cái cây dương xỉ rồi những các cái hệ sinh thái khác. Đây là một cái tiệm kem bốn mùa. Chúng ta đang có mặt ở đây là góc Lê Thái Tổ, cắt với con đường Tràng Thi. Thỉnh thoảng là các bạn có thể bắt gặp các cái bác xe xích lô đậu ở những các cái góc ngã tư đường. Hướng đi thẳng này các bạn là chúng ta sẽ đi vào đường Bà Triệu. Đường Bà Triệu ở Sài Gòn thì khá là ngắn, nó nằm một chút xíu ở góc Lý Thường Kiệt với góc Lý Thường Kiệt với Bà Triệu ở cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng mà Bà Triệu ở Hà Nội thì khá là dài và nó là con đường một chiều. Đây cũng là một trong số những cái công trình kiến trúc từ thời Pháp xây dựng này các bạn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Đang quay phim thì có mấy anh Grab hỏi là có đi Grab về đâu hay không. Mình đi bộ thôi. Ngày nay với cái sự phát triển thì những mảng xanh đôi khi là bị thu hẹp lại, tìm những cái nơi mà có hồ nước rộng này, có bóng cây bóng mát, những cái gì mà nó gần gũi với thiên nhiên là một cái điều gì đó hơi bị xa xỉ. Đây, bên này thì cái chỗ mà ca sĩ Tuấn Hưng thường hay hát ở trên ban công này, thu hút một cái lượng rất là lớn những người hâm mộ.
Rồi, mời cô chú anh chị chúng ta tiếp tục cùng di chuyển nhé. Ở Việt Nam thì có một cái là hút thuốc lá đối với ở những cái nơi công cộng nó còn diễn ra khá phổ biến, do là mình chưa có đủ cái hệ thống camera để mà xử phạt những cái người vi phạm. Nhưng còn khi Tuấn Dương sang bên Singapore đó là họ quy định rất là rõ ràng, nếu mà hút thuốc lá là phạt 500 đô. Và khi có cái quy định đó thì trong đoàn mặc dù có nhiều người nghiện thuốc lá nhưng họ cũng không dám hút thuốc. Còn bên Việt Nam mình có lẽ cái hệ thống camera quan sát cũng như là người xử phạt chưa được tốt, nên là người dân họ cũng cứ hút thuốc lá một cách rất là thoải mái. Đây trước mặt chúng ta là Bách Hóa Tổng hợp Tràng Tiền cũ, ngày nay thì họ gọi là Tràng Tiền Plaza. Và những các cái bốt công an. Rồi những bác xích lô đậu xe ở đây để chở khách du lịch. Khách du lịch nào thích thì người ta sẽ chở đi chạy vòng vòng quanh hồ. Nhưng mà khi đi các cái sử dụng các cái dịch vụ đó thì quý cô bác anh chị nhớ là phải trả giá, phải mặc cả nhé. Nếu không là người ta lấy mình một cái mức giá rất là mắc. Đây, chúng ta lại tiếp tục và đi bộ ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Đấy, các bạn nhìn bây giờ mùa hè tới nên là cây bằng lăng này, rồi phượng vĩ này. Cái hoa bằng lăng thì màu tím, hoa phượng vĩ thì màu đỏ. Nó cũng tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp của thành phố Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Ở Hà Nội thì các bạn có thể ít bắt gặp cái tình trạng là cướp giật, giật điện thoại, giật giỏ giống như ở trong Sài Gòn. Và đây Tuấn Dương sẽ đi sang một cái máy nước công cộng. Mình xem có tiền không, mình sẽ mua một cái chai nước và xem là cái mức giá họ bán nó là bao nhiêu tiền nhé. Thì rất là rẻ các bạn này. Một chai nước có 5.000 đồng. Mà trời ơi, giờ mình không có 5.000 làm nào ta. Hôm qua có mấy tờ 5.000 đấy thì vậy bây giờ làm sao ta. Họ hướng dẫn này. Nước ở đây là ướp lạnh luôn nha các bạn. Đây là 10.000 một chai. Là mình uống cái chai này là trà ô long nhá. Là đây này. Còn cái nước suối này chỉ có 5.000 một chai thôi. Như vậy là cái máy nước uống tự động này mình nghĩ rằng là rất là tuyệt vời. Nó bán cái mức giá nước như vậy thì rất là rẻ. Rồi, giờ mời cô bác anh chị cùng uống nước với Tuấn Dương. Trà xanh. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục băng qua bên này hồ nhé. Ở khu vực bờ hồ các bạn cũng có xe điện. Xe điện kia kìa. Những cái chiếc xe điện chở khách đi vòng vòng.
nếu mà các bạn đi theo nhóm đó thì thuê xe điện đó đâu đó, khoảng hơn 200.000, 250.000 đi một chuyến, đi vòng vòng. Đây cô bán chắc là bán cốm dẹt, mấy cái món đặc sản Hà Nội đó. Cô ba anh chị nhìn này, những cái cây nó xà cả xuống dưới mặt nước này. Trước là bọn mình nghịch á, tụi mình hay ra ngoài đây rồi trèo lên cái cây này, trèo ra tận ngoài chơi, rửa chân. Cái ngày nhỏ mới nghịch, bây giờ thì không dám nghịch như thế. Ồ, nước mát đã quá. Và xung quanh này các bạn họ cũng để những cái thùng rác này. Nếu như mình giữ lại cái vỏ chai này các bạn thì có thể đến một số những cái chỗ khác nó sẽ có những cái chỗ để mình lấy nước. Là có những cái máy nước uống công cộng đó. Nếu như làm được cái việc đó thì sẽ giảm bớt cái lượng rác thải dục bừa bãi. Đây bên tay trái của ba anh chị nhìn này, những cái luống hoa mà họ trồng ở xung quanh khu vực này, hoa cúc. Đây không biết gọi là cúc hay là đồng tiền ta. Nhìn như là cái này gọi là cúc bảy màu. Cúc bảy màu các bạn ạ. Còn phía trước mặt cô chú anh chị đây là tượng đài vua Lê Thái Tổ này. Du khách cũng rất là thích thú với những cái cảnh tự nhiên và người ta dừng lại để ta chụp hình lưu làm kỷ niệm. Còn bên này các bạn là tháp rùa đây. Hồi nãy thì Tuấn Dương đứng ở bên kia, mình đi bộ vòng một vòng quanh hồ. Một vòng quanh hồ thì khoảng 1.700 m, tức là 1,7 cây số nhé. Xung quanh hồ cũng gắn rất là nhiều các cái camera. Nhưng mà bên Việt Nam thì cái số lượng camera không nhiều như ở Singapore. Và các bạn nhìn này, bên kia là cũng là một trong số những cái tòa nhà. Đây là nằm trên góc đường Đinh Tiên Hoàng cắt với con đường Lê Lai. Những cái tòa nhà mà thời Pháp xây dựng ấy thì bây giờ mình thấy vẫn còn sử dụng được. Bên tay phải của Tuấn Dương đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cái tòa nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nếu mà xét về cái tòa nhà làm việc thì tòa nhà làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là đẹp hơn ở Hà Nội. Đây các bạn nhìn một trong số những cái cây. Cái cây mà nó có cái thế nó đổ ngang xa xuống mặt hồ. Có những cái phần thân tuy nó đã bị mục rồi nhưng mà người ta vẫn chưa có cưa nó đi, chưa có cưa cái phần mục, nhưng mà leo lên cái phần mục này rất dễ nó bị rớt xuống này.
Hà Nội thì đẹp cái vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp thiên nhiên. Nhưng còn Singapore thì họ lại đẹp cái vẻ đẹp nhân tạo. Từng chùm phượng vĩ nở đỏ rực. Lá với hoa đó, gió thổi nó rơi rụng xuống mặt hồ. Mình thấy ở Singapore họ trồng những cái cây mà họ nghiên cứu sao để cho nó không có, nó ít rụng lá này, rồi hoa của nó không có không có thu hút một cái lượng lớn côn trùng hoặc là những các cái loại sâu bọ, những cái loại bướm. Đây, mời cô chú anh chị chúng ta tiếp tục di chuyển. Đây trước mặt chúng ta là một cái cây này, cây này, cây tự dưng mình lại quên mất tên cây này ta. Đây những cái khu vệ sinh miễn phí ở quanh hồ này các bạn này. Những khu vui chơi thì phải rất cần những các cái điểm này. Này, những cái khu vệ sinh miễn phí. Đâu, có trả tiền nha các bạn. Nhìn thấy cô ấy cầm tiền, cô ấy trả cho cái người lao công. Buổi chiều đến nha các bạn, những cái khu này thì rất là nhiều khách sẽ tới đây, họ thích ngồi ở gần những cái gốc cây. Đây những cái anh mà anh ấy vẽ tranh. Đây một bạn mặc áo dài chụp hình này, nhưng mà bạn ấy cong mông ưỡn ngực chụp hình. Còn bên kia thì là đền Thê Húc. Không nhận được đâu, ai mình mua. Còn khúc này các bạn là họ làm, họ trồng những cái cây cỏ lau. Chị quay ra chị nhìn mình luôn ạ. Đây phía trước các bạn nhìn một cái cây hoa phượng này. Nếu như ai mà thích gọi là cái cảnh thiên nhiên này, thích đi bộ, thích đi dạo thì Hà Nội là và cái khu vực phố bờ hồ Hoàn Kiếm là một cái nơi mà quý vị có thể lựa chọn để mình thuê mướn khách sạn, mình ở và mình đi vòng vòng trải nghiệm ngắm đường phố. Đây cũng có những cái bạn chụp hình những các cái chụp hình với các cái bông lau này. Đây các bạn, mình sẽ tới gần hơn với cái cây phượng vĩ này để chụp cho các bạn cũng như là quay phim cho các bạn coi. Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời.
Ngày xưa đó là khi mà các cái điện thoại thông minh rồi máy ảnh compact chưa nhiều thì thợ chụp ảnh ở những cái nơi công cộng này đó là rất là nhiều việc. Tuy nhiên ngày nay khi mà điện thoại thông minh, iPhone, iPad, Samsung các kiểu ra thì những cái người thợ chụp ảnh cũng không có nhiều việc để làm. Còn khúc này các bạn là tháp bút này. Các sĩ tử vào mùa thi thì họ cũng hay tới đây để họ thắp nhang, để cầu nguyện, học tài thi phận. Họ thường hay nói cái câu đó. Ở trong này thì có hai con rùa rất là lớn. Mình cũng có thể vào trong cái tháp rùa đó mình mua vé. Mua vé thì như là khoảng 15.000 một vé là mình vô trong. Mình tham quan cái hai cái tiêu bản rùa mà được bảo quản. Ở đây thì có một cái cây tre. Cái cây tre này đó, ngày xưa lúc tụi mình ở quê đó, ăn cơm xong ra gốc tre ngồi cho nó mát thì thường hay lấy cái phần này này, giống như mình có con châu chấu cào cào ấy, cho nó cắn cái này, hoặc là cái này mình có thể dùng làm cái tăm xỉa răng, nó mềm. Người ta ăn măng nó cũng là người ta cái phần tre nó non. Ở trong này thì chúng ta mua vé. Đấy. Này các bạn đấy, cầu Thế Húc ở phía bên trong này. Rồi. Đây một số những cái bức ảnh. Cái này những hình bắn pháo bông coi ở trên cầu Thế Húc này. Rồi đây là một số những cái hình ảnh về Hà Nội ngày xưa, ký ức lịch sử. Đền Ngọc Sơn năm 1928. Lúc đó là người ta mặc áo bà ba, áo tứ thân, áo màu đen. Và cái tháp rùa ở đây này. Mình sẽ coi những cái bộ ảnh cũ nhé. Toàn cảnh đền Ngọc Sơn vào năm 1952. Còn bên đây là năm 1922. Nó cũng không có thay đổi nhiều. Còn ở trong này các bạn là cái tiêu bản rùa thì giống như thế này này. Bên này là VNPT Hà Nội nhé. Còn đây là cái tiêu bản rùa, người ta ướp cái con rùa mà đã chết để vô trong đó. Ở đây Trấn Ba Đình năm 1896. Ngày xưa người ta mặc, các bạn nhìn trang phục ngày xưa này, quấn một cái khăn, để cái áo thì trông cái kiểu áo cũng cổ cổ. Quang cảnh đền Ngọc Sơn năm 1884. Đây là cách đây tới cả trăm năm rồi. Di tích quốc gia đặc biệt, trình bày cả tiếng Anh, tiếng Việt. Và đây cô bác anh chị có thể nhìn thấy những cái hình ảnh về đền Ngọc Sơn. Bên phải là Thanh Long, còn bên trái là Bạch Hổ. Đó. Phía bên tay trái của mình thì có một cái tháp gọi là tháp bút.
Và chúng ta mua vé thì mua vé là bây giờ là 50.000 một người rồi. Đây, mua vé thì ở phía bên tay phải này nhé các bạn. Đây này, mua vé là chúng ta mua tại cái khúc này. Mua vé để vào tham quan. Ở bên ngoài này thì có những cái bác xích lô chờ để đưa khách đi tham quan. Và các bạn lưu ý là nếu mà sử dụng cái dịch vụ xích lô này thì nhớ phải mặc cả trả giá trước. Nhưng mà kiểu gì thì mình cũng thua người ta thôi. Vì người ta lấy tiền của mình thì người ta sẽ muốn là chở ít, còn mình thì muốn đi nhiều. Rồi bên tay phải này các bạn còn có một cái cây đa nữa, rất là lớn. Tuấn Dương sẽ tiếp tục quay để chia sẻ với các cô bác anh chị. Các bác xích lô đậu ở bên ngoài đợi khách. Và khi mà có những cái đoàn khách du lịch thì xe hơi, cái xe 45 chỗ người ta sẽ dừng ở đây để cho khách xuống. Đây một cái vườn hoa nhìn khá là đẹp này. Ngày xưa lúc mà mình nhỏ đó thì nhà mình cách đây chừng khoảng 10 cây số, thì lúc đó ông nội hay chở đi Hà Nội chơi. Ngày đó thì rất là thèm ăn những cái cây kẹo. Mà ngày xưa chỉ có kẹo gia công thôi, không có phải là, rồi ngày xưa kẹo là giấy, kẹo hải hà đó, gói bằng giấy và chưa có cái giấy ni lông, chưa có cái bột gạo để mà cái giấy ăn được. Đây, mời cô bác anh chị chúng ta coi những cái hình ảnh về khu vực cầu Thê Húc. Con gái chụp ảnh cho bố mẹ. Con gái ở trên thành phố đưa bố mẹ dưới quê lên thành phố chơi để chụp hình về khoe với các con, khoe với hàng xóm. Tôi đưa bố mẹ tôi lên Hà Nội chơi. Rất là chân chất nha các bạn. Rồi, chúng ta đi tiếp nha các bạn. Bên tay phải của mình đó là các cái khu phố cổ, đã bán các loại thức ăn. Còn khu ven hồ này đó thì chủ yếu là mọi người đi dạo, đi chơi, chụp hình thôi. Có những dịch vụ này, chụp ảnh lấy ngay, cho thuê áo dài, hoa tươi. Ai không chuẩn bị được áo dài thì tới đây để thuê mấy cái thứ này để chụp hình. Mà thường thì mọi người họ sẽ mặc áo dài sẵn từ nhà. Đây bên này là cái nhà hàng Thủy Tạ này. Bờ hồ Thủy Tạ, kem Thủy Tạ đó là ăn tại chỗ kia kìa. Thế còn du khách sau khi mà họ tham quan xong, họ sẽ đi cái cây cầu này đi ra ngoài. Tới đây thì có một cái dịch vụ nữa mình cũng có thể tham khảo, đó là các bạn đi xem múa rối nước ở nhà hát múa rối Thăng Long.
Rối nước là một cái hoạt động văn hóa mà nhiều người khách nước ngoài đó họ rất là thích. Thì nó sẽ có những cái show diễn và xuất diễn, mình sẽ vào đây này, chỗ nhà hát múa rối Thăng Long này để mua vé coi. Còn nếu mà các bạn muốn di chuyển để đi xe điện đó, thì cũng có những cái điểm họ bán vé, mình sẽ mua theo chuyến. Thì ở đây các bạn sẽ mua ở cái điểm này, điểm bán vé xe điện này, để Tuấn Dương coi. Giá hình như là 300 mấy chục ngàn một chuyến ấy, để Tuấn Dương, hay là 200 mấy để Tuấn Dương, tức là 245 ngàn một chuyến là 7 người. Đây các bạn nhìn này, ở đây là họ ghi là điểm bán vé bến xe điện bờ hồ, thì giá là 245 ngàn xe 7 người và 30 phút. Đó, thời gian hoạt động là từ 8 giờ đến 22 giờ. À, và thứ bảy chủ nhật thì họ hoạt động tới 18 giờ thôi. Ngoài ra thì mình cũng có thể đi một cái dịch vụ khác là xe buýt 2 tầng. Người ta gọi một cái từ là Hà Nội City Tour. Thì đây, cái xe đấy nó ở phía ngoài này, ngay gần với cái đài phun nước. Người ta gọi cái chỗ đấy hình như là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Còn chỗ này các bạn là những cái bãi đậu xe mà có thu phí. Đây các bạn nhìn này, hoa phượng nở đỏ rực. Đây, mình sẽ dẫn cô bác anh chị đi tới một cái điểm nữa. Bên tay trái này là các cái tòa nhà vệ sinh, để Tuấn Dương coi xem có thu phí hay không nhé. Đây họ ghi là phục vụ miễn phí nhé. Public, the public toilet free charge. Phục vụ là 24/24 giờ. Cái này thì rất cần. Đây một cái cô Tây, cô ấy đi qua đây, cô đang ghi những các cái nốt, những cái từ trong điện thoại ra để đi chơi này. Còn phía bên kia các bạn là nhà hàng Bờ Hồ Thủy Tạ, Thủy Tạ Bờ Hồ. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi ra cái điểm đi xe điện nhé, liên hệ booking này, Hà Nội City Tour. Bây giờ họ có thêm cả những cái xe nhỏ nhỏ đây, trước thì là cái xe lớn, bây giờ có thêm những cái xe nhỏ. Thì có những cái đoàn khách mà đây, 4 giờ 150 ngàn. Các cái điểm đi là Chùa Một Cột này, nhà hàng Hàm Cá Mập này, Lăng Bác này, nhà hát thành phố này, rồi ga Hà Nội này, mấy cái điểm chính ấy. Đấy, và đây họ có cái bảng giá check in hết Hà Nội 100 ngàn một vé. Vé chỉ có giá trị một lượt đi, thời gian di chuyển là 95 phút, gồm có các cái điểm như là Hoàng Thành Thăng Long, bến thủy phi cơ, nhà hát lớn, chợ Đồng Xuân, lăng chủ tịch, ga Long Biên, nhà tù Hỏa Lò. Đó. Còn đây thì check in hết Hà Nội 150 ngàn. 150 ngàn thì cỡ vào khoảng 6 đô la nhé các bạn, 30 phút một chuyến. Và ở đây phía bên trong là các bạn ấy đang bán vé. Thì còn mình mua thì đây này, các cái xe City Tour đây.
Rồi tới đây thì Tuấn Dương cũng xin nói lời tạm biệt, cảm ơn các cô chú anh chị đã đồng hành cùng với Tuấn Dương một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý cô bác anh chị có những cái cảm nhận gì khi mà thấy những cái hình ảnh về thủ đô Hà Nội xinh đẹp cùng thân thiện mến khách thì hãy có để lại comment ở dưới phần bình luận, và hẹn gặp cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.